Hello, xin chào cả nhà nha. Xuất xưởng xe Honda Lead và xe Honda. Honda Lead và Honda Vision. Cho khách tại điện máy xe máy Vivo đây. Bên đây đang hỗ trợ dán chống xước cho khách hàng ạ. Honda Lead phiên bản đặc biệt. Và Honda Vision màu trắng. Cái này hôm nay mới ra giá nè. Xuất xưởng sắp đôi Honda Lead và Honda Vision cho khách hàng tại điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.